rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Bạn sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên, chúng ta có lá bài chính kiếm. Lá bài thứ hai, bóc lên ngẫu nhiên, chúng ta có lá bài phu ly. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài. Và cuối cùng, các bạn có lá năm tiền. Sau đây, mình xin giải trải bài cho các bạn. Trong quá khứ cũng như hiện tại, lá bài chính kiếm này nó đại diện cho sự tuyệt vọng, lo lắng và sợ hãi của bạn. Một cảm giác không có hạnh phúc ngay cả trong mối quan hệ. Bởi vì các bạn luôn cảm thấy tiêu cực với những nỗi đau và sự khốn khổ của riêng mình. Một cái yếu tố nào đó trong cuộc sống làm bạn không hạnh phúc, làm cho bạn rất là dễ tổn thương. Nhưng bạn lấy nó làm một cái điều rất là lớn để các bạn ảnh hưởng đến cả quá trình, cả cuộc sống các bạn. Và các bạn luôn trằn trọc về nó rất là nhiều. Một sự lo lắng bị quá mức cho phép. Có dấu hiệu là ở quá khứ, các bạn đã làm quá lên mọi thứ. Các bạn xem xét tình huống một cách rất là vô ý thức luôn. Bạn thu thập rất là nhiều thông tin, rồi bạn xử lý nó cùng một lúc mà các bạn không biết lựa chọn xem xét tình hình một cách khách quan hơn. Bởi vì có quá nhiều thông tin khiến cho bạn cảm thấy bất an. Mà càng bất an thì càng tò mò tìm ra những thông tin bằng mọi cách. Khi đó bạn cảm thấy mình bị rối loạn bởi những thông tin đa chiều đó, khiến cho bạn cảm thấy là bất an hơn nữa. Cái sự bất an này kéo dài trong một thời gian dài, nó ảnh hưởng đến tình cảm của hai bạn rất là nhiều. Nó dường như giết chết tình cảm, một cái gì đó nó rất là sợ hãi. Bạn sợ mất người ta, bạn sợ đến nỗi bạn những cái hành động nhỏ nhặt nhất của người ta, bạn cũng cảm thấy là cái gì đó nó không yên tâm, một sự bất an rất là nhiều ở trong bạn. Cái này là nằm ở về khía cạnh ý thức trong tiềm thức của bạn nha. Bởi vì các bạn mang suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều, bạn cứ nghĩ họ phản bội không à. Bạn quên rằng tìm thấy cái đẹp ở người yêu của mình, bạn luôn tìm thấy cái xấu thì làm sao mà họ yêu bạn được. Một cái người ở bên cạnh các bạn không đem lại cho họ sự thoải mái thì không thể nào có tình yêu nảy sinh được. Càng ngày càng lụi dần đi thôi các bạn ơi. Tình yêu không thể sống ở một cái nơi, ở một cái người mà luôn luôn nghi kỵ, luôn luôn nghi ngờ, luôn sợ hãi, luôn luôn tiêu cực, luôn luôn nghĩ là tất cả những cái gì đó tiêu cực đang xảy ra đến với mình. Không ai mà họ muốn sống ở bên một cạnh một người tiêu cực như vậy đâu các bạn. Và trong thực tế, cái lo lắng và thất vọng này á, chính là cái điều làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Thay vào đó, bạn đừng cứ băn khoăn về nó nữa. Tại sao bạn không cố gắng thay đổi bản thân mình, thay đổi cái quan điểm, suy nghĩ tích cực hơn về mọi vấn đề? Bạn không nghĩ đến cái những việc tốt của họ làm cho bạn, bạn cứ chầm chầm vào những điểm xấu thì làm sao bạn yêu người ta được? Tình yêu sẽ gãy đổ một cách rất là nhanh chóng nếu các bạn cứ suy nghĩ tiêu cực mãi như vậy. Ở một số bạn có thể đang bị quá khứ nó lấn át bạn, đến nỗi bạn cảm thấy cái tình cảm đến với bạn nó cũng không bất an như xưa luôn. Bạn ước rằng làm sao bạn không có thể những cái nghĩ xấu người khác nữa, làm sao bạn có thể quay ngược lại thời gian, thay được quá khứ. Cái này là mình cần phải thay đổi quan điểm của mình về cái tình yêu khi xưa nha các bạn. Đừng để những cái mối quan hệ trong quá khứ làm ảnh hưởng đến mối tình cảm hiện tại của các bạn nha. Bản chất của vụ việc khiến cho người ta không yêu bạn nữa nằm ở cái phần bạn đã nghi kỵ. Các bạn gan bóng gan gió quá ra mà thôi các bạn ơi. Và cái nguyên nhân sâu xa nhất là gì? Đó chính là các bạn. Khi lá bài phu ly xuất hiện á, thì nó đại diện cho việc cảm xúc của bạn quá xúc động hoặc quá nhạy cảm. Nó cho thấy sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc của chính chúng ta. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu đi một niềm tin vào cuộc sống. Bạn để cho bản thân của mình cả tin hoặc đặt niềm tin vào những cái điều tiêu cực hoặc những người khác có thể lợi dụng bạn. Và bạn nên biết rằng chính vì cảm xúc của các bạn làm ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc của các bạn. Lá bài này cũng chỉ ra rằng sự thiếu cân bằng trong cảm xúc khiến cho bạn trở nên quá tải, lo lắng hoặc trầm cảm.
Đây cũng có thể là sự cay đắng hoặc hành vi không tử tế, không quan tâm hoặc lôi kéo của người khác khiến cho bạn cảm thấy mình mất tự chủ như vậy. Do đó các bạn phải kiểm soát được cái cảm xúc của chính mình, đừng để cho ai đó lạm dụng cũng như ai đó điều khiển đến cảm xúc của các bạn. Bạn nên nhớ cảm xúc là một cái vũ khí rất là tốt để cho các bạn thể hiện sự yêu thương, chứ không phải là một cái gì đó để làm bạn tổn thương người khác. Các bạn đừng để cho cái tâm lý hay thất thường này, hay hờn dỗi mất cân bằng để cho ảnh hưởng đến cái sự nghiệp cũng như là hạnh phúc của chính chúng ta. Và chính vì cái sự không ổn định về mặt cảm xúc này, nó gây ra một cái vấn đề rất là lớn trong mối quan hệ của cả hai, khiến cho một bên cảm thấy là họ không được đối xử tử tế, hoặc là họ không xứng đáng có được tình cảm từ bạn, cũng như là bạn không xứng đáng đối với họ. Do đó các bạn cần phải dành một chút thời gian để cho bản thân mình kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Hãy giải quyết bất kỳ vấn đề nào đang gây ra khiến cho sự cảm xúc của bạn dao động. Hãy thích thở thật sâu. Do đó các bạn phải nên nhớ rằng chúng ta phải cần điều khiển cảm xúc của chính mình. Đừng để cho cảm xúc nó điều khiển bạn, tạo ra cho các bạn những áp lực, những cái tiêu cực không cần thiết. Và có dấu hiệu trong một số bạn là cái sự an toàn về cá nhân, hoặc là các bạn đang trong một cái bị bạo lực hoặc lạm dụng cái gì đó trong vấn đề vật chất hoặc cũng như là về thể xác. Bởi vì có thể các bạn gặp một kẻ lừa dối, một kẻ trông khá là quyến rũ, tốt bụng, nhưng mà cái người này là một kẻ thao túng rất là nguy hiểm. Do đó các bạn phải cẩn thận nha các bạn. Đừng để cho họ lợi dụng về cái mặt chưa trưởng thành về cảm xúc, để cho họ lạm dụng trong những trường hợp nghiêm trọng, họ khống chế các bạn. Các bạn nên lưu ý và bảo bảo sự an toàn cá nhân của các bạn. Đây là một dấu hiệu khi lá bài vô ly này xuất hiện. Ở một số bạn thì lá bài này còn chỉ ra rằng hiện tại là đang trong một mối quan hệ ngoại tình với một người mang năng lượng nam, đã có gia đình hoặc có người yêu rồi. Một người rất là lạnh lùng, một người hay kiểm soát cũng như chắc chắn sẽ lừa dối bạn. Cho đó bạn phải nên cẩn thận cái mối quan hệ, tìm hiểu kỹ cái người thao túng nguy hiểm này là ai. Có phải họ là cái người lừa gạt tình cảm của bạn hay không? Thì chính các bạn sẽ tìm câu trả lời chính xác nhất về những cái mối quan hệ đang diễn ra. Và mong là các bạn sẽ không bị rơi vào những cái mối quan hệ ngoài luồng không tốt đẹp này bởi những cái hành vi gian dối và không chung thủy của đối tác của các bạn. Và rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Thì đây không phải là một lá bài tuyệt vời, vì nó đại diện cho sự khó khăn, một sự thay đổi tiêu cực trong hoàn cảnh. Họ đang cảm thấy là thế giới đang chống lại họ, và những cái gì kém may mắn, những khó khăn về tiền bạc nè, họ đang bị rất là khổ về cái mặt vật chất nha các bạn. Họ cảm thấy cái thời điểm này, cái nghịch cảnh trong cuộc đời đang xảy ra với họ. Bởi vì khi mà cảm thấy cái năng lượng như vậy á, một năng lượng rất là tiêu cực, gặp bạn tiêu cực nữa, thành ra cái mối quan hệ của các bạn không được tốt đẹp là một điều hiển nhiên rồi. Tuy nhiên á, khi mà ở trong mối quan hệ, cả hai bạn đều bị cảm giác đang giật lộn với cảm giác bị bỏ rơi, bị phớt lờ và không được yêu thương. Bởi vì ai cũng mang năng lượng tiêu cực hết, thì làm sao có sự yêu thương đây? Bạn không có thấy điểm tốt người ta và người ta đang bị ngụp lặng trong cái sự tiêu cực về mặt tài chính. Do đó cả hai cảm thấy là mình giống như bị đối tác từ chối vậy, bị bỏ mặc một cách rất lạnh nhạt. Tất cả mọi thứ đều do cái suy nghĩ tiêu cực của cả hai gây ra nên hết. Và dấu hiệu của sự chia tay nó diễn ra điều hiển nhiên thôi. Bởi vì đây là một cái mối quan hệ không có được mọi người xung quanh coi trọng. Hình như đây là mối quan hệ ngoài luồng rất là cao. Điều này đơn giản đang diễn ra bởi vì một trong cả hai đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính hoặc sức khỏe, gây ra căng thẳng cho mối quan hệ của các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn yêu nhau thì các bạn phải ngồi xuống để giải quyết,
thay vì kéo nhau ra xa bởi vì một cái điều gì đó bạn bị từ chối hoặc thiếu sự quan tâm từ người đó, cho thấy bạn bị cô đơn, bị cô lập, giống như là mình bị ruồng bỏ gì đó. Và đơn giản nó đại diện cho việc là các bạn, có thể là các bạn làm mẹ đơn thân luôn, nhưng khó khăn có thể đem lại cho các bạn rất là nhiều, một cảm giác vật lộn rất là cực khổ khi cái lá bài này xuất hiện. Bởi vì các bạn nên nhớ một điều, cái sự tiêu cực nó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn rất là nhiều. Nó khiến cho cuộc sống của các bạn trở nên rất là căng thẳng. Điều chúng ta nên làm là hãy tìm thấy cái điều tích cực ở khắp mọi nơi trên cái thế giới này, trong tất cả mọi việc, mọi con người. Bởi vì không có ai là xấu hoàn toàn hơn các bạn. Các bạn phải nhìn vào cái điểm màu sắc sặc sỡ của người ta để các bạn phát triển lên, chúng ta mới yêu cuộc đời lên. Khi mà trong cái tiềm thức các bạn tiêu cực, đau khổ vậy thì làm sao cuộc sống bên ngoài các bạn hạnh phúc được? Do đó cái việc chúng ta cần thay đổi là chúng ta cần thay đổi quan điểm của mình, thay đổi những cái hình ảnh trong tiềm thức. Các bạn đừng suy nghĩ tiêu cực bất cứ chuyện gì hết. Tất cả mọi thứ các bạn đều thấy là may mắn, đều là thắng lợi, đều là sức khỏe tốt hơn, đều là cải thiện tình cảm tốt hơn, đều là tình yêu đẹp. Khi đó các bạn mới thực sự sống hạnh phúc được. Và lời khuyên của lá bài là mong rằng các bạn hãy để những sai lầm trong quá khứ đừng có ám ảnh các bạn nữa. Hãy luôn giữ cho mình cân bằng nhất có thể, dù có thể là khó khăn đã ập đến, nhưng các bạn cần phải vượt qua trong giai đoạn này. Chúng ta chỉ thấy những cái bài học thôi các bạn, không thấy sự tiêu cực trong tất cả mọi việc. Và thông điệp Osho muốn gửi cho các bạn là gì? Đó chính là sharing, chia sẻ. Một lá bài rất là ý nghĩa, bởi vì lá bài mong rằng các bạn có thể chia sẻ tình yêu cũng như niềm vui tiếng cười của mình. Bởi vì khi mà các bạn chia sẻ những điều này ra ngoài là lúc mà các bạn sẽ cảm thấy đầy đủ ở chính bản thân mình. Các bạn không cần phải tìm kiếm những cái niềm vui, những điều tích cực ở đâu hết á, mà chính các bạn sẽ tìm thấy được chính con người mình ở nơi mà cảm giác mà các bạn đã cảm thấy cân bằng, căng tràn sức sống. Hãy tận hưởng cái cuộc sống này các bạn. Hãy để cho cái sự giàu có, sự tích cực chảy tràn trong bạn và xung quanh cuộc sống của chúng ta. Bởi vì khi mà các bạn hiểu được rằng bạn sống với tình yêu, sự đam mê, niềm vui và hạnh phúc thật sự, với lòng biết ơn vô cùng với những gì trong cuộc sống đã diễn ra cho các bạn, thì lúc đó trái tim của bạn sẽ được mở ra. Nó mở ra cho khiến cho các bạn sẽ thu hút được những điều tốt đẹp đến với các bạn một cách rất là tuyệt vời. Đây là một cái điều mong là các bạn hãy sống với cái sự chia sẻ niềm vui, chia sẻ được điều tích cực. Những điều từ trái tim sẽ kết nối được với trái tim nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.